Và vâng, thì xin kính chào các bác đã trở lại với Nghĩa Thơm Audio. Và em đang có mặt tại Mỏ Tre, Sông Công, Thái Nguyên các bạn. Và ngày hôm nay thì bên em đang setup nâng cấp một cấu hình âm thanh cho gia đình nhà bác Binh đến từ Mỏ Tre, Sông Công, Thái Nguyên này các bác nhá. Nghĩa Thơm Audio đang nâng cấp một cấu hình âm thanh rất hay và chất lượng. Những sản phẩm âm thanh tên tuổi, mời các bác cùng theo chân em cùng chiêm ngưỡng cấu hình âm thanh mà ngày hôm nay Nghĩa Thơm Audio nâng cấp cho gia đình nhà bác Binh mọi người nhá. Vâng, thì đây là cơ ngơi gia đình nhà bác, một khuôn viên, một cái phòng khách rất là đẹp. Và kèm theo đó là bác sử dụng những sản phẩm thanh rất hay, chất lượng mà ngày hôm nay em đã nâng cấp cho gia đình nhà bác Binh. Trong cái lần này em nâng cấp cho gia đình nhà bác Binh thì em sẽ sử dụng một dòng loa rất hay, chất âm cực kỳ là ấn tượng các bạn, đến từ tiệm thanh laptop với chất âm hay, tuyệt vời. Một dòng loa full bass 30 mà đặc biệt đây là cái sản phẩm chính hãng, được nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện đến từ USA, Mỹ các bác nhá. Và gia đình nhà bác đã sử dụng một đôi BMB rất đẹp, chính hãng, chất lượng, âm thanh cho rất cao. Nên là bên em vẫn giữ lại và sử dụng cho các bác một cấu hình âm thanh này các bác nhá. Vâng, thì hai bên là hai chiếc loa của chúng ta, laptop, dòng loa full, một thương hiệu âm thanh đến từ Mỹ, nhập khẩu Mỹ, sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Dây chuyền công nghệ sản xuất tại Mỹ, made in USA. Và sản phẩm này em mang đến gia đình nhà bác Binh cam kết là chính hãng 100%. Bác nào phát hiện ra, đến chơi, phát hiện là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bên em sẽ bồi thường gấp 5 lần giá trị sản phẩm cho các bác yên tâm sử dụng các bác nhá. Và tiếp theo là cái phần quan trọng nhất, cái phần linh hồn cho ra những bản karaoke, những bản nhạc hay ho, thì đây là cái phần dàn máy các bạn. Và cái phần dàn máy thì em sử dụng đầu tiên là một cái dòng đẩy 4 kênh của nhà CAF với mã là HD800. Với công suất lên đến 800W trên một kênh thì với cấu hình như thế này dư sức để chơi và cho ra chất âm rất hay, tuyệt vời các bác nhá. Và tiếp theo đó về cái phần xử lý phần âm thanh, cái phần effect thì em sẽ sử dụng tiếp là một cái dòng vang mà trong năm vừa rồi mà cái doanh số của em bán rất là chạy và được rất là nhiều các bác tin tưởng sử dụng với model là KM330 Pro. Một dòng vang cơ lai số có đến 81 chơi, chỉnh Eco Reverb. Các bác rất là dễ dàng căn chỉnh làm chủ thiết bị và cho ra chất âm rất hay và tuyệt vời các bác nhá. Và tiếp theo để karaoke hay và ngọt ngào thì em sử dụng một dòng mic không dây, chính hãng đến từ nhà CIF với mã là MI9. Với cái khả năng phát sóng, bắt sóng cực kỳ là tốt, một dòng micro sự kiện mà khi chơi trong gia đình thì cái chất âm, cái khả năng thu tín hiệu nó ra quá là tuyệt vời các bạn. Với nhà sản xuất công bố là với cái phạm vi bán kính là 50m thì cái dòng micro MI9 này bắt rất là tốt. Đấy là có vật cản, không có vật cản còn xa hơn các bạn, vì nó là dòng micro chuyên cho sự kiện. Và để an toàn hơn cho cấu hình âm thanh này thì em sẽ sử dụng một đầu quản lý nguồn đến từ BF Audio với mã là BFA10 Plus. Đầu quản lý nguồn này có những tính năng cực kỳ là chất lượng trong một bộ dàn âm thanh karaoke cao cấp như thế này các bạn. Nó có đến 2 tầng lọc điện nên là khi cái tín hiệu âm thanh điện đầu vào nó rất là sạch sẽ, nên cho ra chất âm nó không bị lẫn nhiều tạp âm tạp chất vào, cho ra cái chất âm trung thực và chi tiết nhất và không bị pha lẫn quá nhiều các bác nhá. Bây giờ em sẽ cho to nhạc lên các bác cùng cảm nhận cái chất âm của cấu hình ngày hôm nay em nâng cấp cho gia đình nhà bác Bình nhá. Ok, các bác đợi em chút để em lấy cái nít nhạc đã. Thanh hay, chất lượng đến từ những thiệu âm thanh tên tuổi đã làm nên một cấu hình âm thanh mà ngày hôm nay Nghĩa Thơm Audio đã nâng cấp cho gia đình nhà bác Binh. Cảm ơn bác rất là nhiều đã tin tưởng đặt hàng tại Nghĩa Thơm Audio. Và bác nào đang ở địa bàn thành phố Sông Công muốn trải nghiệm cấu hình này trực tiếp thì hãy ghé ngay qua nhà bác Binh tại Mỏ Tre, Sông Công, Thái Nguyên để cảm nhận một cách chi tiết chân thực nhất, hoặc ghé trực tiếp qua showroom thanh bên em để cảm nhận, đánh giá chất âm những dòng sản phẩm thanh chính hãng mà Nghĩa Thơm Audio đang mang đến gia đình nhà các bác nhá. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi clip của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip lần sau.